Và bây giờ sẽ là thời gian chúng ta chia sẻ với nhau những công thức nấu ăn trong chuyên mục Món Ngon. Ngọc Na hôm nay Điền sẽ vào bếp và nấu cơm cho Ngọc ăn, thích không? Thích sao không thích, trời, có người nấu cho ăn thích quá rồi. Nhưng mà đúng rồi đó, nói gì thì nói, ăn món gì cũng được, nhưng mà cuối cùng là người Việt Nam cũng phải ăn cơm. Nhưng mà nói trước là hôm nay không phải là cơm truyền thống Việt Nam, mà là cơm được nấu theo phong cách châu Âu. Phong cách gì cũng được, miễn có cơm là tôi chịu rồi. Quý vị khán giả nào mà cũng thích ăn cơm giống như Thanh Ngọc thì hôm nay cùng vào bếp với Thanh Điền và chúng ta sẽ cùng nhau nấu món cơm gà nướng phô mai. Phô mai là thực phẩm làm bằng cách kết đông và lên men sữa của bò, trâu, dê, cừu. Có thể kết đông sữa tạo thành phô mai sau khi axit hóa sữa bằng cách cấy vi khuẩn rồi thêm vào enzyme. Cách xử lý phần sữa kết tủa có vai trò chính nhằm thay đổi độ chất và hương vị, khiến mỗi loại phô mai có đặc trưng riêng. Có hàng ngàn loại phô mai được sản xuất ở khắp thế giới với đủ các hương vị, màu sắc, độ mềm cứng khác nhau. Phô mai được dùng trong chế biến món ăn, tạo thêm hương thơm và vị béo cho món ăn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào nấu món cơm gà nướng phô mai. Nguyên liệu chuẩn bị cho món này cũng đơn giản. Chúng ta chuẩn bị khoảng nửa ký gạo loại ngon, 300g phi lê thịt gà, 10 tai nấm, nấm hương, phô mai mozzarella, bơ, tỏi băm nhuyễn và nước dùng gà. Trước hết, Ngọc sẽ phụ Điền xử lý cái phần nấm này. Mình sẽ cắt làm ba, sau đó cắt đôi nữa. Rồi, bây giờ sắc làm ba xong rồi sắc làm đôi đúng không? Rồi. Sau khi mà chúng ta cắt nhỏ nấm hương và cũng cắt miếng nhỏ thịt gà thì bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái công đoạn kế tiếp, đó là bật bếp lên. Mình sẽ cho bơ vào. Sau khi mà bơ tan ra thì mình sẽ cho tỏi băm vào. Thơm mùi bơ quá ha. Chúng ta sẽ đảo một ít. Sau đó chúng ta sẽ cho phần nấm hương đã cắt nhỏ vào. Sau khi mà đảo nấm vài lượt thì mình sẽ cho cái phần phi lê thịt gà đã được cắt nhỏ vào. Rồi, mình sẽ đảo sơ qua thôi. Rồi, bây giờ thì cái phần gạo mà mình đã vo và để ráo nước mình cũng sẽ cho vào. Cho vào luôn hả? Luôn. Cái này lạ quá vậy ta. Ngọc chuẩn bị cho Điền muối và tiêu. Bởi vì đây là món Âu nên chúng ta sẽ không sử dụng hạt nêm quý vị nhé. Đây, muối đây. Tiêu đúng không? Đúng rồi. Chúng ta cũng đảo cho cái hạt gạo mình á, nó sẽ thấm cái bơ. Chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng muối. Cho tiếp vào đây 1 muỗng tiêu. Đảo thêm vài lượt nữa cho tất cả các nguyên liệu nó thấm gia vị. Sau đó thì chúng ta sẽ tắt bếp. Bây giờ thì mình sẽ chờ cho cái phần hỗn hợp này nó hơi nguội. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái phần nước luộc gà. Thay vì sử dụng nước thường để nấu cơm thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nước dùng gà để nấu cơm thì cái hạt cơm của chúng ta nó sẽ ngon hơn. Biết rồi, giống như ăn cơm gà của Việt Nam cái gì. Đúng rồi, giống như vậy đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ cho cái phần hỗn hợp này nguội. Sau 20 phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu nấu cơm. Và sau 30 phút nữa thì chúng ta sẽ xong cái phần cơm và chúng ta sẽ bước sang công đoạn cuối cùng. Xém xỉu. Trời ơi, đói hoa mắt rồi mà đợi 20 phút rồi đợi 30 phút nữa gần cả tiếng đồng hồ, sao tôi chịu nổi. Bởi vậy mỗi lần vào bếp Thanh Ngọc và Thanh Điền phải rất là kỹ càng, đã chuẩn bị sẵn cái phần cơm nấu rồi. Vậy đi, trời ơi. Đâu. Sau khi mà nấu xong thì chúng ta sẽ có một phần cơm như thế này. Thơm không? Ăn liền được chưa? Chưa. Chứ sao nữa? Món này là món gì? Cơm gà nướng phô mai. Cơm gà nướng, không phải là cơm ăn với gà nướng mà là cái phần cơm gà mình đem nướng lên. Trời, công phu dữ. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần cơm gà đã nấu ra trong tô hoặc dĩa tùy. Sau đó thì đẩy phô mai lên hả? Mình sẽ rắc phô mai lên trên. Sau khi mà chúng ta rắc phô mai lên trên cái phần cơm thì mình sẽ cho vào là nướng. Nướng với 200 độ C và quan sát bằng mắt thường khi mà thấy phô mai chảy ra và chuyển sang màu hơi nâu có nghĩa là cơm đã chín và chúng ta có thể ăn. Ghê, có thể ăn. Yeah. Bật đèn sáng lên. Ngọc thấy rằng là phô mai của chúng ta nó đã chảy ra và chuyển sang màu vàng rồi. Nếu như mà để thêm 2-3 phút nữa thì nó sẽ bị cháy. Bây giờ sẽ tắt bếp. Được chưa? Hấp dẫn không? Rồi.
Bây giờ thì sẽ không để cho Thanh Ngọc chờ đợi nữa. Chúng ta sẽ thưởng thức món này. Và quý vị khán giả cũng hãy nghe xem là Thanh Ngọc đánh giá món ăn này như thế nào nha. Ngọc thấy sao? Cơm thì dẻo, gà và có mùi nấm hương cũng thơm nữa, mềm và rất là thấm đều gia vị. Nói chung là món này cũng là một món lạ mà chúng ta nên thử ăn vào những dịp gặp gỡ nhau. Bữa trưa mình ăn gì hả Ngọc? Bữa trưa Ngọc đề nghị sẽ ăn canh măng cay, món cá điêu hồng kho tộ. Sau đó chúng ta sẽ tráng miệng bằng chè hay là rau câu gì đó. Còn bữa tối thì thực đơn của chúng ta sẽ gồm có 3 món. Thứ nhất đó là mướp xào với lòng gà, món cá cơm lăn bột chiên, và món canh sẽ là canh gà lá giang.